Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tiếng Việt thứ ba ngày 25 tháng 6 của đài truyền hình PTS Đài Loan. Thưa quý vị, khí hậu gần đây rất oi bức, người dân khi chơi đùa dưới nước phải hết sức cẩn thận. Trưa hôm qua, có 9 người nước ngoài đến Khẩn Tinh tắm biển, trong đó có 2 người bị dòng chảy xa bờ cuốn trôi, 1 người được giải cứu, nhưng người còn lại quốc tịch Mỹ khi được đưa lên bờ thì đã không còn dấu hiệu của sự sống. Huấn luyện viên sử dụng mô tô nước cứu hộ một người đàn ông bị hôn mê vì đuối nước, được cấp cứu ngay khi đưa lên bãi cát. Một thanh niên Mỹ 22 tuổi tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đài Loan, đi cùng 8 bạn học người nước ngoài đến vùng biển đá thuyền buồm ở Khẩn Tinh tắm biển, nghi rằng do ngập dòng chảy xa bờ làm 2 người bị cuốn trôi, 1 người được cứu ở mỏm đá, còn sinh viên người Mỹ sau khi bị cứu lên bờ và đưa tới bệnh viện vẫn không qua khỏi. Theo ban quản lý Khẩn Tinh, sáng nay tại địa phương đã cắm cờ đỏ, cấm bơi lội ở khu vực dòng nước ngầm. Tháng 7 năm ngoái, ở bãi biển Quan Lì Thủng, Khẩn Tinh cũng xảy ra vụ 5 người bị dòng chảy xa bờ cuốn trôi. May mắn trên bờ có nhóm huấn luyện viên dùng máy chèo cứu hộ đưa lên bờ. Theo chuyên gia khuyến cáo, dòng chảy xa bờ thường xảy ra nhiều nhất vào lúc nước chiều rút xuống. Nếu không thấy ngợn sóng và ngập nước biển trong xanh thì càng nên cẩn thận vì có khả năng là dòng chảy xa bờ nên tránh bơi lội. Biện pháp an toàn nhất là khi bơi lội nên mặc áo phao cứu sinh hoặc sử dụng phao bơi. Một khi ngập dòng chảy xa bờ, hãy thả lỏng người trôi theo nước biển để chờ người tới cứu hộ. Theo thống kê của Sở Bảo hiểm Y tế Đài Loan, năm ngoái loại thuốc được người dân sử dụng nhiều nhất là thuốc giảm đau có chứa thành phần acetaminophen với 8,98 triệu người sử dụng. Ngoài ra, thuốc giảm đau Panadol là loại thuốc được người dân sử dụng nhiều nhất, gần đây cũng dục dịch tăng giá. Nghiệp đoàn Dược sĩ cho biết, kể từ tháng 7, giá thuốc Panadol sẽ tăng 5%. Dược sĩ đang bận rộn sắp xếp các mặt hàng trên kệ. Được biết do tác động của vật giá leo thang, dự kiến tháng 7 tới, thuốc giảm đau Panadol sẽ được điều chỉnh tăng giá 5%. Mỗi hộp sẽ đắt hơn từ 10 tới 15 đài tệ. Vì thế, từ tháng 6 sẽ bắt đầu khống chế lượng hàng. Do tác động của Panadol tăng giá, dược sĩ cũng khuyến cáo nếu gần đây người dân có nhu cầu về thuốc giảm đau và không có nhận thức về thương hiệu, có thể chọn loại thuốc chứa thành phần acetaminophen để thay thế. Để mau chóng tiêu trừ chứng đau đầu, đau cơ bắp hoặc bị sốt, nhiều người dân thường uống viên Panadol để thư giãn. Có dược sĩ cho rằng do nhiều người có nhận thức sai lầm đối với thành phần thuốc, nên trong nhà thường chuẩn bị sẵn sàng loại thuốc giảm đau có chứa thành phần acetaminophen, khiến nhu cầu tăng sau đại dịch. Theo Sở Bảo hiểm Y tế thống kê, năm 2023, tổng chi phí chi trả cho dược phẩm lên tới 2,431 tỷ đài tệ. Loại thuốc đứng đầu mà người dân sử dụng cao nhất là thuốc giảm đau chứa acetaminophen, lên tới 8,98 triệu người sử dụng, suy đoán do chịu tác động của dịch bệnh xuất hiện trong vài năm nay. Bác sĩ cho biết thành phần acetaminophen không gây tổn thương gan, nhưng sử dụng thường xuyên hoặc với số lượng lớn vẫn ảnh hưởng đến gan. Tốt nhất nên thông qua sự chẩn đoán của nhân viên chuyên nghiệp khi dùng thuốc. Biến đổi khí hậu gây nên những đợt nắng nóng. Có người dân đã dựa vào dữ liệu của Sở Khí tượng, thống kê về số ngày có nhiệt độ trên 30 độ C mỗi năm tại các huyện thị, trong đó đứng đầu là Đài Nam với 186 ngày, có nghĩa là trong một năm thì có đến hơn nửa thời gian, nhiệt độ đều trên 30 độ C. Những người chạy xe trên đường bịt kín mít toàn thân để chống nắng. Thời tiết thật sự quá oi bức. Gần đây, nhiệt độ tại các nơi trên toàn Đài Loan đều tăng vọt. Một cư dân mạng đã dựa vào dữ liệu của Sở Khí tượng từ năm 1991 đến năm 2020, cho thấy Đài Nam đứng đầu cả nước với 186 ngày có nhiệt độ trên 30 độ C. Có thể nói trong một năm, số ngày nắng nóng trên 30 độ chiếm đến hơn một nửa. Ngay cả loại mì quan mèo nổi tiếng của Đài Nam, mặc dù được gắn nhãn mác phơi nắng tự nhiên, cũng phải rút ngắn thời gian phơi khô, nếu không dễ bị gãy vụn, ảnh hưởng đến chất lượng. Gần đây, do ảnh hưởng của áp cao Thái Bình Dương, nhiệt độ tại các nơi đều oi bức. Người dân khi ra ngoài cần làm tốt công tác chống nắng, bổ sung nước nhằm tránh bị sốc nhiệt. Mùa mưa bão đang đến gần. Sở Khí tượng dự báo năm nay trùng với thời điểm diễn biến của hiện tượng El Nino, vị trí xảy ra bão tương đối gần với Đài Loan,
nên tổng số cơn bão dự kiến sẽ ít hơn. Trung bình đối với nhiệt độ mùa hè từ tháng 7 đến tháng 9, dự kiến sẽ có cảm giác nóng hơn và lượng mưa có khả năng từ mức bình thường đến ít hơn. Đài Loan sắp kết thúc thời tiết mưa đầu hạ là mức cao thứ 5 với mùa nước mưa ít nhất trong lịch sử. Sắp tới từ tháng 7 tới tháng 9 cùng bước vào mùa hè nóng bức. Sở khí tượng dự báo, năm nay có lượng mưa bình thường và ít hơn, nhiệt độ sẽ nóng hơn so với mức nhiệt trung bình. Theo số liệu thống kê của trước đây, từ tháng 6 tới tháng 12 ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương sẽ hình thành khoảng từ 21 tới 25 cơn bão, với số lượng bão trung bình nằm gần Đài Loan khoảng từ 3 tới 5 cơn bão. Sở khí tượng cũng dự báo tổng số lượng bão hình thành vào 6 tháng cuối năm nay cũng như số lượng bão ở gần Đài Loan từ mức bình thường đến ít hơn. Ngoài ra, để cung cấp thông tin dự báo bão càng thêm đầy đủ, Sở Khí tượng sẽ tăng thêm một dự báo về khoảng thời gian của vòng bão đổ bộ. Như thế sẽ giúp cho các đơn vị phòng chống thiên tai có thể vào khoảng 3 tới 5 ngày để nắm bắt trước thời gian bão có khả năng đổ bộ sớm nhất vào lúc nào. Về tình hình thời tiết sắp tới, Sở Khí tượng nhắc nhở, vào tuần tới Đài Loan sẽ đón những hình thái thời tiết nóng oi bức. Sáng ngày 25, chỉ có 4 huyện thị ở đảo Đài Loan chưa đạt mức cảnh báo nóng bức. Sau buổi trưa, do ảnh hưởng của hiện tượng nhiệt đối lưu, có khả năng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng và kéo dài, nhắc nhở người dân lưu ý sự thay đổi của thời tiết khi ra ngoài. Hôm qua, một vụ cháy nổ đã xảy ra tại một nhà kho thuộc xưởng sản xuất pin lithium nằm ở vùng ngoại ô Seoul. Được biết hiện đã có 22 người thiệt mạng, trong đó hầu hết là người Trung Quốc. Giới quan chức cho biết nguyên nhân tử vong có thể do hít phải khí hóa học cực độc trong thời gian ngắn, chứ không phải do bị thiêu chết. Các thi thể lần lượt được chuyển ra khỏi tòa nhà cháy rụi, vốn là nhà máy sản xuất pin lithium thuộc khu vực Tây Nam Seoul. Ngọn lửa phải mất đến 6 giờ mới được dập tắt. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các vụ phát nổ liên hoàn trong nhà kho chứa khoảng 35.000 cục pin. Được biết, vụ cháy nổ này đã khiến 22 người thiệt mạng và trong số đó có 19 người quốc tịch Trung Quốc. Do được tuyển dụng trong thời gian ngắn hạn, có thể họ không quen thuộc với lối đi trong tòa nhà nên không tìm được lối thoát hiểm, dẫn đến thương vong quy mô lớn. Nguyên liệu thô để sản xuất pin lithium chứa hóa chất có độc tính cao và dễ cháy. Các quan chức cho rằng những người thiệt mạng do hít phải khí hóa học cực độc trong vài giây đã tử vong, chứ không phải do chết cháy. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Trước khi kết thúc, xin mời quý vị cùng đón xem hình ảnh ngắm cá voi ở Brazil.